Để diễn dương tinh thần đấu tranh cho dân sinh nhân quyền của nhà hoạt động Lê Đình Lượng, Đảng Việt Tân đã thiết lập Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng, nhằm nêu cao sự hy sinh và những hoạt động của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam. Với tâm nguyện, nếu hôm nay mình không tranh đấu, thì tương lai con cháu và đất nước sẽ ra sao? Ông Lê Đình Lượng đã lên tiếng chống bất công, giúp đỡ cho tù nhân lương tâm, đòi công bằng cho nạn nhân Formosa và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Chính vì vậy mà ông đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án 20 năm tù giam. Bất khuất trước sự khủng bố của chế độ độc tài, ngay tại tòa án, ông Lê Đình Lượng đã bình thản và từ tốn nói rằng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét, tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do, dân chủ." Trong lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc thách thức trật tự thế giới, gia tăng hành động quân sự để chèn ép các nước láng giềng, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại tỏ rõ thái độ hèn với giặc, ác với dân. Hà Nội chẳng những không lên tiếng cảnh báo về nguy cơ chủ quyền quốc gia bị xâm phạm để cùng nhân dân tạo dựng sức mạnh dân tộc để chống ngoại xâm, mà ngược lại, họ đã đàn áp, bắt giam những người biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược. Nhu cầu thúc đẩy nhận thức về mối đe dọa ngoại bang ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Vì lý do này, nên Đảng Việt Tân đã quyết định Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2022 mang chủ đề Bảo vệ chủ quyền trước nguy cơ Trung Quốc. Với chủ đề này, Đảng Việt Tân muốn đề cao sự hy sinh của rất nhiều nhà hoạt động đã và đang tranh đấu để kêu gọi sự quan tâm của đồng bào cũng như dư luận thế giới về mối đe dọa Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam. Ban giám khảo của Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2022 bao gồm bà Judy Scholl, dân biểu Canada, bà Libby Liu, giám đốc tổ chức Whistleblower Aid, giáo sư Kojima Takayuki, chủ tịch phong trào dân chủ hóa châu Á, ông Ngô Văn Viễn, tổng thư ký Hiệp hội Người Việt tại Nhật, giáo sư Phạm Minh Hoàng, nhà hoạt động dân chủ, cựu tù nhân lương tâm. Buổi lễ trao Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2022 với chủ đề Bảo vệ chủ quyền trước nguy cơ Trung Quốc sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 tại Tokyo, Nhật Bản, đánh dấu ngày tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đời và cũng là ngày sinh nhật của nhà hoạt động Lê Đình Lượng. Đảng Việt Tân mong mỏi Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng năm nay sẽ là một đóng góp cụ thể vào nỗ lực cảnh báo mối đe dọa Trung Quốc cũng như công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của Việt Nam, những yếu tố không thể thiếu để tạo dựng sức mạnh dân tộc để chống ngoại xâm.